Thì sau khi mình xem phim thì mình thấy là điện ảnh Hàn Quốc luôn tạo lên những cái dấu ấn rất là đặc biệt. Thì cái dòng phim thảo họa này rất là khó làm, nhưng mà Hàn Quốc đã làm nên một cái bộ phim gọi là ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Mình không nghĩ là cái trình độ kỹ xảo của Hàn Quốc đã lên tới một cái tầm cỡ như vậy. Và cái dàn diễn viên thì mình không cần phải bàn nữa, họ đã dẫn mình đi từ cái cảm xúc này qua những cái cảm xúc khác. Và nói chung là đây là một bộ phim rất đáng để ra rạp. Thật sự là khá là lâu rồi Vân mới xem một cái bộ phim nó rất là tuyệt vời như vậy. Thật ra là sau khi mà xem phim xong á thì động lại cho Vân rất là nhiều cái suy nghĩ luôn. Mà Vân nghĩ là khán giả đi ra rạp xem thì mọi người sẽ hiểu hơn đây là một bộ phim rất là tuyệt vời. Thật sự là sau khi đi cô xem bộ phim này cảm thấy là một cái cảm giác là cái sự sinh tồn rất là ác liệt ở trong cái thời điểm trong bộ phim này. Nhưng mà thì cô sẽ không spoil nhiều đâu, mọi người hãy nhớ ra rạp coi để coi bộ phim này hấp dẫn như thế nào nha. Thật ra là ban đầu là mình nghĩ cái bộ phim này là một bộ phim thảm họa thông thường, và tất cả dàn diễn viên làm kiểu hành trình của một siêu anh hùng dẫn dắt tới một đoàn người thoát khỏi cái thảm họa này á. Nhưng mà thật sự là bộ phim nó xây dựng một cái câu chuyện và một tất cả những tuyến nhân vật nó rất là bất ngờ, nó không giống một cái bộ phim mà mình đang tưởng tượng trong đầu lúc mình mới bước vào rạp á. Thì cái bộ phim nó khiến mình là suy nghĩ là nếu mình trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ phải giải quyết, mình sẽ cư xử giống nhân vật nào ở trong bộ phim. Và mình rất là tâm đắc cái cách mà bộ phim nó giải quyết ở khúc cuối, và mình rất thích cái câu kết của nữ diễn viên trong phim đó, đó là tất cả bọn họ đều là con người bình thường. Thì đó là một cái câu nói hết sức là nhân văn, và nó không có đề cao bất kỳ ai và cũng không hạ thấp bất kỳ ai trong cái bộ phim này. Bộ phim xuất sắc, phải ra rạp để xem đây mọi người. Sau khi xem Địa đàng sụp đổ thì mình cảm thấy rằng đây không phải là một bộ phim thuần kinh dị bởi những màn zoom care, nhưng mà mình cảm thấy rất là sợ ở đây là bởi vì cái giá lạnh của lòng người trong bộ phim này. Và nhân vật phản diện của chúng ta, người đại diện trong bộ phim, là một cái người mà vừa mang trong mình cái sự ích kỷ của cá nhân bản thân mình, vừa thể hiện một cái nhân vật lạnh lùng và quyết đoán trong nhiều tình huống. Thực ra là coi thì trong lòng rất là nóng và cọc ở trên miệng đó, nhưng mà từ diễn xuất, câu chuyện cho tới cách xây dựng nhân vật và cả diễn biến nữa, và đến cuối cùng coi xong cảm xúc và ý nghĩa động lại thì đạt điểm tuyệt đối, không có nhân nhị gì bộ phim này hết. Và đặc biệt là mình rất là thích Park Bo Young, tại vì từ nhân vật cho đến diễn xuất thì mình đều đạt cho điểm cao nhất hết. Và Lee Bin Hoon đã làm cho mình ghét, tức là Lee Bin Hoon đã rất thành công rồi, mình cực kỳ ghét nhân vật luôn, nhưng mà anh rất là thành công. Nhưng mà một bộ phim mà hội tụ mọi thứ đầy đủ, và mình nghĩ là mọi người sẽ ra rạp qua phim này, tại vì phim này nó có nhiều khía cạnh mà mình thấy nó không chỉ giải trí đâu mà nó rất là có ý nghĩa. Mình nghĩ là cái cảnh hay nhất trong phim là cái mình cảm thấy diễn biến tâm lý như khai thác nhân vật, tức là nó đi qua từng bước một, nó có diễn biến, nó có mạch lạc rõ ràng. Với lại cái phim này mình thấy nó hay ở chỗ là nó không khai thác cái gì đó quá đau to búa lớn, mà là nó đánh sâu vào cái con người, cái bản ngã con người, cái sự lương thiện của con người khi đứng trước cái gọi là cái bước ngoặt cuộc đời á. Thì mình thấy nó hay ở chỗ là những cái nhỏ xíu vậy á, chứ không phải là cái gì đó quá to tát. Ấn tượng của anh với bộ phim này đó là về cái bối cảnh đó, hay trong thuật ngữ chuyên môn gọi là set design đó, là bối cảnh phim này nó quá kinh khủng đi, nó quá to quá lớn và nó quá chi tiết, nó gần như là thật vậy. Thì cái điều này mình không nghĩ là Hàn Quốc có cái khả năng làm. Thường thì mình chỉ thấy những điều này ở trên Hollywood thôi, nhưng mà bây giờ cuối cùng Hàn Quốc đã làm được những cái điều này. Điều ấn tượng nhất của Vân về bộ phim đó chính là thứ nhất là biên kịch quá là xuất sắc luôn, thứ hai là về bối cảnh phim, về nói chung là tất cả những thứ trong phim á, bối cảnh rất là chi tiết, rất là thật, và thứ ba nữa là dàn diễn viên quá là xuất sắc luôn. Điều mà tôi có ấn tượng nhất trong bộ phim này đó là khi mà đến một cái vị trí mà sự sống còn và sống chết, thì cái tình người nó nhiều khi ở đâu đó nó còn vẫn còn le lói nhưng mà mình không nhận ra được thôi. Đó là cái cảnh mà những người ở bên ngoài được ví như những con gián và sông ồ ạt và hung hãn vào bên trong. Cảnh đó, cái sự chống chọi giữa hai thế lực với nhau dù cùng là một những con người khiến cho mình nổi da gà.
Từ ban đầu thì mình cũng nghĩ là bộ phim này nó sẽ khoe rất nhiều về kỹ xảo, về CGI, về cái production design, nhưng mà thật ra khi mà mình vô mình xem rồi á thì mình sẽ bỏ qua hết tất cả những điều đó. Cái diễn xuất của dàn diễn viên và nhất là của Lee Boon Hun khiến cho mình rất là ấn tượng. Thì nó ăn đứt tất cả những thứ khác, mặc dù những thứ khác đều rất đẹp, CGI rất đẹp, production value rất là đẹp, set design rất là đẹp, hóa trang rất là đẹp, nhưng mà diễn xuất là đỉnh nhất. Để mà ấn tượng với Vân nhất thì Châu Lộc Vân đó chính là Park Seo Joon. Nhưng mà ngoài Park Seo Joon ra thì còn có Boon là diễn viên chính, đúng không? Là anh mà đóng cái vai mà ác cũng không ác, mà thiện cũng không thiện đó. Thì đó, trong bộ phim này Vân ấn tượng đặc biệt luôn á, là trong phim này diễn viên mà đóng vai ác mình cũng không ghét được, mà diễn viên đóng vai tốt mình cũng không thật sự thích. Thì nói chung là phim này mình cũng cảm thấy là người ta đều có một cái quan điểm riêng, và nếu mà mình vào trong cái tình huống đó thì chưa chắc gì mình đã là người tốt, và cũng chưa chắc gì mình đã là người ác. Nói chung là phim này đã để lại quá quá nhiều là cái suy nghĩ. Trong cái phim thì chắc chắn đó là cái anh vai chính rồi, nhưng mà có một cái vai mà mình thấy khá là ấn tượng, nhưng mà cái anh này một cái vai phụ thôi, đó là một cái anh sinh viên, mình không biết tên này, anh này là một cái anh sinh viên, một cái anh hơi mọt sách đó, vì ảnh vì cái lòng thương người mà anh đã phản bội lại cái tiêu chí của cái chung cư, nhưng mà rồi tới cuối cùng anh chọn cái kết là anh tự tử. Nhưng mà anh đó chính là cái nhân vật làm cho nguyên cái bộ phim, làm cho tất cả những người trong đó phải suy nghĩ về cái nhân sinh quan, là mình đang làm đúng hay làm sai. Thì anh diễn rất là hay, rất là tròn vai. Ban đầu mình nghĩ anh rất là hèn, nhưng mà tới cuối cùng thì anh không hề hèn chút nào hết. Anh đang giả vờ hèn để anh làm những cái điều nó thiêng liêng hơn. Thì cô ấn tượng với cái vai diễn của anh Lee Boon Hun và cái người đóng vai đại diện trong phim. Thực sự là đây là một diễn viên đạo cội rồi, mà cái bộ phim này anh diễn rất là xuất thần luôn. Mọi người nhớ ra đạp để đón xem bộ phim này nha. Thì ấn tượng nhất là nhân vật của Lee Boon Hun đó. Tại vì trước giờ ảnh diễn vai nào, cho dù vai phản diện hay là chính diện, thì gần như là không có ghét ảnh được. Nhưng mà chính cái vai này thì mình sẽ anti Lee Boon Hun luôn. Nhưng mà thật sự là anti trong cái cách là mình rất là thỏa lòng vì bộ phim, vì anh diễn thật quá, anh diễn tốt quá, và tất cả các nhân vật khác đều làm tốt cái vai diễn của mình. Và đây là một bộ phim có cái phần diễn xuất đồng đều nhất giữa các diễn viên luôn, không có ai lớn ác ai cả, mỗi người một câu chuyện. Và tại vì trong cái thời điểm mà mình nghĩ là thời điểm mà mọi người gặp khó khăn này, thì mình nghĩ là mọi người là có một cái điều là chung sức với nhau mà sống. Nhưng mà có một cái cảnh là mình rất là đau, nhưng mà mình cực kỳ thích cái cảnh đó luôn. Và mình nghĩ là khi xem cảnh đó thì rất nhiều khán giả sẽ có một cái độ nóng trong lòng nhất định, rất là bực mình, nhưng mà sẽ rất thích bộ phim, vì bộ phim dám làm những cái cảnh mà nó ấn tượng như vậy. Thì cô nghĩ là cái bộ phim này thì cô chấm chắc là 9.5 lần, tại vì không có một cái giây phút nào các bạn có thể ngơi nghỉ cho bộ phim này. Cảnh nào cũng rất hấp dẫn và các bạn không thể nào chớp mắt được đâu. Phải là phải trên 10 luôn, 10 điểm không có nhân luôn á quý vị. Nếu mà 2 điểm 10 thì mình có thể chấm bộ phim là 8.5/10. 10/10, dễ ợt. Đánh giá về cái ý nghĩa nhân văn mà bộ phim mang lại, cũng như là đề cao về phái nữ, thì mình đánh giá bộ phim này là 7/10. Phim này 5/5, không có nhân nha mọi người.